Chào tất cả anh em, nay mình về được lô hàng cuối năm, mấy còn vài con đu bông, tình trạng là new full book nha. Nay mình quay đầu tiên quay con sơn mài màu xanh navy, màu xanh quay lên camera là màu đen luôn, mã vàng hồng vân kim cương nha, này là vân kim cương, mã vàng hồng. Cái dòng này đời mới này thì âm thanh rất là hay nè. Giờ mình quay chi tiết nha. Rất là đẹp, mã vàng hồng. Anh em mua hàng vui lòng là xem thật kỹ video giúp mình nha. Cái này hàng mới 100% thì nói chung không có vấn đề gì hết, nhưng mà cứ xem thật kỹ video giúp mình nha. Nó bóng quá cái là camera nó giật giật, nó lấy nét không kịp. Mẫu mới này thì bơm ga không cần đầu bơm đâu, cái này mình bơm thẳng trực tiếp từ cái chai ga Lucai, chai ga đen, chích thẳng qua luôn, không có cần qua đầu bơm, xài rất là bơm rất là dễ dàng. Tiếng nghe rất là đã nha. Cái hộp ngoài của nó đây, đây là mã hàng nha, còn đây là cái dãy số, này là cái số seri đáy nha. Nó sẽ trùng với cái seri đáy của cái đít. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.